May we remind you that the consumption of alcoholic beverages should be restricted to designated areas only. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh mà quý vị và các bạn đang được theo dõi trực tiếp được phát sóng đồng thời ở hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới. Những người hâm mộ bóng đá ở khắp toàn cầu dường như đã phải chờ đợi trận đấu này có lẽ là quá lâu rồi. Một cuộc đối đầu mà theo cá nhân tôi, nó hội tụ tất cả những gì hấp dẫn nhất của bóng đá. Từ chất lượng chuyên môn, sự căng thẳng, kịch tính cho đến những duyên nợ mà hai đội đã có với nhau trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ sẽ là lễ chào cờ của hai đội. Một màn đồng ca tuyệt vời, một màn đồng ca của hơn 70.000 người có mặt tại khán đài sôi động và kể cả các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện cùng ở dưới sân. Trận đấu giao hữu, hy vọng các cầu thủ bóng đá của chúng ta sẽ mang lại một niềm vui nữa trong trận đấu ngày hôm nay.